Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm tiếp cái nhiệm vụ để chúng ta min cái con NFT. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình tiếp tục hướng dẫn cho các bạn min làm cái nhiệm vụ và min cái con NFT thứ 10. Thì ở những cái con NFT từ 1 đến 9 thì mình cũng đã có cái video hướng dẫn chi tiết cho các bạn là cách làm cái nhiệm vụ để min các cái con NFT này rồi. Và cũng như là chia sẻ cho các bạn các cái nhiệm vụ khác từ cái dự án Venom thì mình cũng đã chia sẻ trên nhóm Telegram. Thì bạn nào mà chưa biết đến cái dự án này thì các bạn có thể là tìm hiểu cũng như là tham khảo các cái thông tin ở trên kênh cũng như là trên cái nhóm Telegram. Thì cái Venom này, dự án Venom này thì nó là một cái ví tiền điện tử, và hiện tại thì dự án vẫn đang cho chúng ta tham gia testnet cũng như là làm các cái nhiệm vụ để sau này chúng ta sẽ nhận các cái chương trình airdrop từ cái dự án Venom này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái nhiệm vụ và min con NFT thứ 10. Con NFT thứ 10 thì nó đang mờ ở đây nhé. Rồi, thì nhiệm vụ thì các bạn kích vào cái nút này. Rồi, ở đây thì mình hướng dẫn cho các bạn là làm ở trên máy tính, thì trên điện thoại các bạn cũng làm được nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ follow Twitter, các bạn kích vào đây cho mình. Rồi các bạn nhấn follow này. Ok, nhiệm vụ của Twitter đã xong nhé. Thì các bạn kích vào cái nút này cho mình. Rồi, ở đây thì nó yêu cầu chúng ta phải connect với ví Venom. Thì các bạn nhấn vào connect account. Rồi, ở đây thì các bạn chọn Venom Wallet. Rồi các bạn nhấn vào Connect. Rồi các bạn nhấn Sign In. Ở đây thì các bạn sẽ nhập mật khẩu của đăng nhập vào ví Venom nhé. Rồi ok, như vậy là đã đăng nhập vào ví Venom. Ở đây thì các bạn nhập tiếp mật khẩu để chúng ta thực hiện giao dịch nhé. Thì ở đây thì chúng ta giao dịch cái này chúng ta sẽ mất phí bằng cái đồng Venom testnet và không phải là cái đồng Venom chính thức nha các bạn. Rồi các bạn chút chờ một chút thì nó đang thực hiện cái giao dịch. Rồi ok, như vậy là đã thực hiện xong. Đây là cái ví của mình nhé. Các bạn nhấn load new này. Rồi ok, thì bây giờ thì các bạn quay trở lại, các bạn nhấn check xem là cái nhiệm vụ các bạn đã hoàn thành chưa. Đây, cái này là báo là bạn vẫn chưa hoàn thành nhé. Đây. Để mình dịch xem nó là báo lỗi gì. Nhiệm vụ đang được kiểm tra và vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ và kiểm tra lại sau vài phút. Đó, thì cái nhiệm vụ này thì sau vài phút thì chúng ta mới
dự án họ kiểm tra thì chúng ta mới được phê duyệt nhé. Ok, như vậy là cái nhiệm vụ này mình đành phải chờ dự án họ phê duyệt trong vài vài phút, cho nên là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Thì sau khi mà các bạn được phê duyệt, các bạn kích vào đây phê duyệt thì nó sẽ đánh dấu tích xanh như thế này ở bên này nhé. Như vậy là cái nhiệm vụ thứ hai này của bạn đã hoàn thành, và các bạn sẽ cái phần min này nó sẽ sáng lên như mục này, và cái chữ min này nó sẽ màu xanh đậm và chữ trắng in đậm như này. Thì các bạn kích vào min thì chúng ta sẽ min con NFT này, đó là cái con NFT thứ 10 nhé. Và khi các bạn min xong thì các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ thì các bạn sẽ thấy cái con NFT thứ 10 ở đây nó sáng lên. Như vậy là các bạn đã hoàn thành rồi. Ok, thì cái video hướng dẫn cho các bạn min con NFT thứ 10 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.